có nên xem mọi sự vật sự việc trên đời đều là một dòng chảy tự nhiên, nghĩa là chuyện gì xảy ra, người nào làm gì, ta gặp ai, chúng ta làm gì đều thuận theo tự nhiên. Mọi việc xảy ra theo tự tánh của nó, ta không nên phán xét can thiệp không. Xin thưa, đó cũng là một kiểu tà kiến nha. Nó cũng là một kiểu tà kiến. Nó thuộc về thường kiến, một trong 32 loại tà kiến được nhắc đến ở trong kinh Phạm Võng của Trường Bộ. Chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta sống ở đời với ý nghĩa là chúng ta nhìn đời bằng tâm bình thản, với sự hiểu về nhân quả nghiệp báo, hiểu về tam tướng, hiểu về duyên khởi. Từ đó chúng ta không còn làm các ác nghiệp nữa. Các thiện nghiệp dẫu có làm cũng vì mục đích giải thoát. Chúng ta không có ở ngoài gọi là phan duyên, tức là chúng ta không tự tiện can thiệp vào chúng sanh khác khi không có sự hiểu thấu. Còn khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta chỉ giúp trong khả năng của mình. Ở đời chúng ta cũng làm việc, cũng sinh hoạt, nhưng thuần túy là để nuôi sống bản thân. Làm phước là để gieo duyên giác ngộ, tu tập là để hướng đến Niết Bàn. Thì đó mới là lối sống có chánh kiến. Còn cái kiểu mà thả trôi theo tự nhiên để mọi việc thuận theo tự tánh thì đó là một kiểu tà kiến nha, cẩn thận.